Xin chào quý vị và các bạn, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng chiếc xe Hyundai Accent phiên bản AT tiêu chuẩn. Cái phần thứ hai em giới thiệu cho chúng ta đó là về phần nội thất của chiếc xe này. Thì trong phần hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chúng ta cách sử dụng các tiện ích ở trên xe Hyundai Accent đó, và các mà lưu ý khi mà chúng ta sử dụng xe chúng ta cần phải biết nha quý anh chị. Đầu tiên về mà chỉnh ghế, thì trên Hyundai Accent phiên bản AT tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ chỉnh ghế là chúng ta sẽ có ghế chỉnh cơ là 6 hướng như quý anh chị. Để mà chúng ta xem chúng ta ghế chúng ta trở lên trở xuống được, thì ở đây thì chúng ta sẽ có gờ đây, chúng ta kéo lên như thế này, và chúng ta sẽ sử dụng động tác là chúng ta đẩy lên hoặc là chúng ta kéo lên trên hoặc là chúng ta đẩy về xuống là chúng ta có thể là sử dụng được nha quý anh chị. Còn ở đây là thao tác để chúng ta nâng ghế lên, ví dụ như chúng ta muốn ghế chúng ta là hạ thấp xuống thì chúng ta sẽ đẩy về xuống, còn xe chúng ta muốn ghế chúng ta cao lên thì chúng ta đẩy kéo về lên. Thao tác cho như em nói vậy ha. Còn cái này là để thao tác mà chúng ta điều chỉnh cái phần tựa lưng này. Để điều chỉnh phần tựa lưng này thì chúng ta chỉ cần kéo lên. Kéo lên như này và chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta điều chỉnh cái phần tựa lưng này được nha. Rất là dễ nha quý anh chị. Còn ở đây tiếp theo là chúng ta sẽ điều chỉnh cái vô lăng. Để điều chỉnh cái vô lăng này thì chúng ta vô lăng của chúng ta sẽ là vô lăng gật gù và chúng ta điều chỉnh được 4 hướng nha. Chúng ta sẽ điều chỉnh lên trên và thụt ra thụt vào nha. Ở dưới cái vô lăng chúng ta thấy nó sẽ có một cái gạt ở đây, chúng ta chỉ cần đẩy xuống cái gạt này ở đây một xíu thôi, chúng ta sẽ đẩy xuống cái gạt đó một xíu thôi là chúng ta có thể điều chỉnh lên trên xuống dưới là được đầy đủ hết, và chúng ta có thể kéo ra thụt vào làm sao mà chúng ta thấy cái thế ngồi của chúng ta, cái vô lăng của chúng ta nó thoải mái nhất, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tay này chúng ta đẩy lên đó là chúng ta có thể là sử dụng thành công rồi. Rồi em sẽ vào phần nội thất của chiếc xe này. Rồi, để lên chiếc xe chúng ta muốn để nổ thì là em cũng giới thiệu cho chúng ta luôn. Ở đây thì chúng ta, ở bên tay trái này chúng ta sẽ là chân phanh nha quý anh chị. Còn ở bên phải góc ngoài cùng này là chân ga. Để mà chúng ta lên để nổ được ở trên chiếc xe sử dụng này thì bằng cách là chúng ta cần số chúng ta phải về P nhá. Ở đây, cần số nó về P lên rồi. Và chúng ta sẽ dùng thao tác là chúng ta sẽ đạp phanh ở đây. Và chúng ta giữ nút start stop một lần thôi. Lúc đó chìa khóa chúng ta ở trong xe nhá. Và chúng ta giữ nút start stop một lần. Đó là chúng ta đã để nổ thành công. Trên chiếc xe này thì em sẽ giới thiệu chúng ta về cách bật đèn. Thì em đã giới thiệu video đầu tiên rồi, thì em cũng giới thiệu cho chúng ta một cái xíu nữa thôi. Đó, khi mà chúng ta ở cái nút đèn này thì chúng ta sẽ có là thao tác là chúng ta sẽ là vặn cái nút thao tác nút xoay này. Chúng ta sẽ xoay theo cái nút mũi tên đây, chúng ta xoay lên trên cùng ha. Chúng ta xoay tới nút auto thì xe buổi tối tự động xe bật đèn và buổi sáng tự động xe tắt nha quý anh chị. Còn cái nước này là để chúng ta bật, đó là chúng ta bật led, đèn led ban ngày hoặc chúng ta bật cái đèn sương mù. Sau tắt chúng ta bật sương mù trong này. Còn cái nút ngoài cùng này là chúng ta bật cái chế độ đó là đèn cốt. Từ vị trí đèn cốt này chúng ta bật đèn pha thì chúng ta đẩy xuống thôi. Là nó sẽ hiển thị cái đèn màu xanh ở đây, giống như em hướng dẫn. Còn ở dưới này là chúng ta để bật đèn sương mù nha. Chúng ta chỉ cần đẩy lên thôi. Đó, là tắt, chúng ta đẩy lên này. Khi nào có hen đèn này là chúng ta bật rồi. Rất là đơn giản nha quý anh chị. Em nói mệt quá. Rồi, ở đây thì các nút bấm của trên chiếc Hyundai Accent. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có. Đầu tiên, chúng ta muốn chỉnh gương là chúng ta muốn chỉnh gương như thế nào. Từ vị trí này, từ cái vị trí tappy cửa ở đây thì chúng ta sẽ có khoang 3 nút đầu tiên ở đây. Là 3 nút để chúng ta điều chỉnh gương. Cái nút đầu tiên là để chúng ta gập gương lại nha. Ví dụ như chúng ta đi ở vào cung đường vào trong hẻm hẹp đúng không, thì chúng ta muốn gập hai gương chiều hậu lại giúp chúng ta đi nó dễ dàng hơn thì chúng ta chỉ cần ở nút này thôi, và là chúng ta đầu xe thì chúng ta ấn gập gương lại và chúng ta mở ra thì chúng ta chỉ cần ấn một nút đó là được rồi. Rồi cái chữ LR này là sao? Chữ L là để chúng ta điều chỉnh gương ở bên trái, là bên chỗ cái người lái này, còn R là chúng ta điều chỉnh cái vô la cái gương ở bên phải bên đó. Thì để chúng ta điều chỉnh gương ở bên trái thì chúng ta sẽ bật cái nút chữ L đây. Đó, ở đây chúng ta sẽ bật nút ở đây. Đó, từ vị trí này thì là chúng ta sẽ điều chỉnh gương. Thì ở đây nó sẽ có các nút 4 hướng, đó là lên trên, xuống dưới, qua trái, qua phải nha. Thì đây thì chúng ta sẽ có qua trái này, là chúng ta qua phải. Qua phải. Thì chúng ta điều chỉnh làm gương làm sao thì thường em sẽ đi á, là em sẽ điều chỉnh như này. Là cái gương ở trong này nó chiếm 1/3. Và nó sẽ quan sát được một cái bánh, đuôi bánh ở phía sau. Đó. Là sẽ sử dụng như vậy, em sẽ nhìn được cái bánh ở phía sau như này.
Thế là tùy cảm xúc của mỗi người thôi, tùy cách nhìn của mỗi người thôi, thì em sẽ điều chỉnh theo làm sao cho nó phù hợp nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nút khóa cửa và mở cửa trung tâm ở đây. Cái nút này là chúng ta để mở cửa ha. Trong trường hợp mà chúng ta đậu xe mà hai cửa phía sau khóa thì chúng ta sẽ ấn cái nút mở cửa này để cho hai người ngồi ở phía sau sẽ mở cửa ra. Hoặc là chúng ta ấn nút khóa này. Trong trường hợp mà xe chủ chúng ta ngồi ở phía sau mà chúng ta tự động khóa thì chúng ta sẽ ấn nút khóa này thôi. Còn nút này là chúng ta ấn nút xuống như này là chúng ta sẽ khóa khóa hai cái gương ở phía sau. Tức là hai của hai kính người sau, tức là người ngồi ở phía sau sẽ không tự động hạ kính lên xuống nhé quý chị. Nó giúp chúng ta an toàn hơn. Còn bốn nút này để chúng ta điều chỉnh cái lên xuống kính ha. Ở trên cửa tài thì chúng ta sẽ có là tự động một chạm, chúng ta chỉ cần một nút một chạm thôi. Là một chạm thôi là tự động sẽ kéo lên. Tự động sẽ kéo lên và có tính năng chống kẹt nha quý anh chị. Rồi, còn ba nút này thì chúng ta để xuống là chúng ta mở và chúng ta kéo lên là chúng ta sẽ đóng nha. Rồi, cái tiếp theo em muốn hướng dẫn chúng ta đó là về chúng ta cách bật máy lạnh nha. Rồi, một số khách hàng của em là bật không biết bật máy lạnh. Đó. Thì em hướng dẫn chúng ta về cách bật máy lạnh trên chiếc xe Hyundai xe phiên bản AT tiêu chuẩn này. Đầu tiên để chúng ta bật máy lạnh thì chúng ta ở đây cái nút ở dưới này chúng ta sẽ có đó là nút xoay. Ở đây chúng ta điều chỉnh gió ha. Đó. Như quý anh chị thấy khi mà chúng ta ở nút 1 là chúng ta điều chỉnh. Ở đây thì em sẽ giới thiệu trước cho chúng ta ha. Cái nút ngoài cùng này là nút để chúng ta điều chỉnh nhiệt độ ha. Nút ở vị trí này thì nhiệt độ nó càng thấp. Chúng ta điều chỉnh qua này thì nhiệt độ nó càng cao nha. Đó, chúng ta bằng thao tác nút xoay thôi. Còn ở đây là chúng ta điều chỉnh hướng gió. Ở đây là hướng gió trên mặt, cái này là vừa ở chân và vừa trên mặt. Cái này chỉ có mình ở chân thôi. Cái này là có tính năng là sải kính trước. Còn cái này là sải kính trước nha quý anh chị. Sải kính trước là sao? Sải kính trước là trong trường hợp mà chúng ta đi trời mưa to hay trời sương mù thì mà lớp mù nó bám ở trên này thì chúng ta có thể quay cái này chúng ta giúp chúng ta là sấy khô. Giúp chúng ta sấy khô. Rất là dễ nha quý anh chị. Rồi ở đây. Khi mà lên xe mà chúng ta bật như thế này thì đố anh chị chúng ta đã bật máy lạnh chưa? Đó. Thì thực chất khi mà chúng ta một số khách hàng của em hỏi ô em ơi anh đã xoay cái nút qua số 1, số 2, số 3 thậm chí số 4 rồi nó vẫn rất là nóng em. Đó là lý do tại sao, là do quý anh chị chưa bật máy lạnh. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có nút AC ở đây thì chúng ta ấn vào như này nhé. Đó. Khi cái nút AC này sáng thì lúc đó thì cái máy lạnh của chúng ta mới hoạt động nha. Cái máy lạnh là nó sẽ có mục đích như thế nào? Máy lạnh nó sẽ có là quay cái lốc lạnh, nó sẽ truyền không khí lạnh vào trong xe nha quý anh chị. Khi mà chúng ta tắt cái này thì chỉ có là gió nó làm việc thôi chứ chưa có máy lạnh nó làm việc. Rồi cái nút này là nút gì? Cái nút này là nút để chúng ta là lấy gió trong và gió ngoài nha. Khi cái đèn này sáng là chúng ta lấy gió trong. Lấy gió trong là sao? Tức là nó sẽ tuần hoàn gió chỉ ở trong xe thôi. Mục đích khi mà chúng ta đi ở trong thành phố khói bụi và rất là nhiều mùi hôi ở môi trường ở ngoài. Nếu mà chúng ta lấy gió ngoài thì nó sẽ hút mùi bụi này, hôi này, mùi hôi ở ngoài nó vào trong xe. Thì nhất là dơ và hôi nha quý anh chị. Còn nút này khi mà chúng ta tắt chỉ có trong trường hợp mà chúng ta đi vào những cung đường mà nó có không khí trong lành, đây, cung đường biển hay là đường Đà Lạt gì chẳng hạn, quý anh chị thích một không khí trong lành ở ngoài vào thì chúng ta sẽ tắt cái nút này. Đó, còn cái nút này là nút để chúng ta bật lên là để chúng ta sấy hai cái gương chiếu hậu. Ở trong trường hợp mà như chúng ta đi trời mưa to thì chúng ta có thể sấy nó làm khô, nhưng mà nó không làm khô hoàn toàn, nhưng chỉ có 50-60% thôi. Vậy là cũng quá tốt rồi. Đó là về cái máy lạnh của chiếc Hyundai Accent phiên bản AT tiêu chuẩn này. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thấy có nút Shift Lock. Nút Shift Lock này nó có mục đích gì? Nút Shift Lock này nó sẽ có mục đích trong trường hợp xe của chúng ta gặp sự cố mà chúng ta không về N được để chúng ta kéo xe. Thì chúng ta sẽ ấn cái này xuống và chúng ta kéo về N để chúng ta kéo xe về xử lý nhiệm vụ để chúng ta khắc phục ha. Trên phiên bản này thì chúng ta là phiên bản số tự động. Thì để điều chỉnh mà chúng ta muốn về số nào thì chúng ta cần đạp phanh và chúng ta đẩy lấy này về phía trong và chúng ta kéo về phía sau để chúng ta sử dụng. Trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ có chế độ bán tự động nhé quý anh chị. Từ vị trí D này chúng ta gạt qua trái. Chúng ta về D chúng ta gạt qua trái. Rồi chúng ta đẩy lên, chúng ta đẩy xuống. Thứ nhất, chế độ bán tự động nó sẽ mục đích làm gì? Thứ nhất, nó sẽ là mục đích cho chúng ta trong trường hợp mà chúng ta lên đèo xuống đèo, chúng ta muốn chủ động cái hộp sổ của chúng ta, chủ động cái sổ của chúng ta giúp chúng ta lên sổ lên dốc hay xuống dốc, nó sẽ là tránh trường hợp mà chúng ta là rà phanh nhiều quá, chúng ta sẽ sử dụng cái lực phanh của động cơ vào hộp sổ. Chúng ta để chế độ số thấp, chúng ta sử dụng lực phanh và của động cơ vào số để nó giảm tối thiểu cái lực phanh của chúng ta. Rồi, về cái màn hình này ở đây. Màn hình của chúng ta là màn hình AVN 8.25 inch. Thì dưới này có cái hai cái nút này là để chúng ta điều chỉnh âm lượng ha. Nút này.
nút này chúng ta điều chỉnh âm lượng. À, còn nút này là để chúng ta thay đổi bài hát này, thay đổi chế độ này. Còn nút này là các nút để chúng ta, đó là về nút này thì chúng ta reset ha. Trong trường hợp cái màn hình của chúng ta đơ thì chúng ta lấy cái tâm chúng ta vào cái nút này để chúng ta là khởi động lại màn hình. Ở đây thì các phím tắt để chúng ta vào, ví dụ chúng ta muốn vào map thì chúng ta đúng nút này. Map này thì là map để chúng ta là coi tốc độ tối đa từng cung đường như quý anh chị. Rồi ở đây thì home sẽ vào cài đặt. Ở đây thì chúng ta muốn cài đặt thì chúng ta sẽ vào cài đặt, ví dụ như chúng ta muốn kết nối Bluetooth thì chúng ta vào đây và chúng ta vào kết nối Bluetooth và chúng ta vào thêm mới đó. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái phần Bluetooth của điện thoại của chúng ta và chúng ta chọn cái chữ Hyundai Accent và chúng ta kết nối thôi. Rất là đơn giản nha quý anh chị. Rồi cái Apple CarPlay và Android Auto thì chúng ta chỉ cần ấn cáp USB vào đây và chúng ta sẽ là kết nối vào đây là được. Thì anh sẽ có video khác hướng dẫn chúng ta về cách sử dụng cái phần mềm cái màn hình này. Rồi ở đây thì chúng các thao tác để chúng ta tăng giảm âm lượng. Trong trường hợp mà chúng ta kết nối Bluetooth thì chúng ta muốn nghe nhạc, chúng ta có thể là tăng giảm âm lượng ở đây, chúng ta thay đổi bài hát ở đây. Ở đây thì chúng ta có thể chuyển các chế độ như đài FM, Bluetooth, Hello USB thì chúng ta điều chỉnh ở đây. Còn như có người gọi tới thì chúng ta sẽ ở nút này để chúng ta nghe và nút này để chúng ta tắt ha. Đây là màn hình của chiếc Hyundai Accent phiên bản AT tiêu chuẩn. Thì ở đây thì em sẽ hướng dẫn chúng ta các cái thông số, đặc biệt là cái thông số về cái nhiệt độ của động cơ thì chúng ta cần để ý nhé quý anh chị. Ở bên phải, ở bên trái chúng ta đây là các thông số về thứ nhất là tốc độ của xe, rồi mức tiêu hao nhiên liệu và tốc độ của xe. Ở đây, đây là cảnh báo là phanh tay điện tử nhé quý anh chị, để là cái phanh tay cơ nhé. Để mà chúng ta tắt thì chúng ta sẽ bọc nút này và chúng ta thả xuống thì chúng ta sẽ tắt cái phanh tay rồi. Này chúng ta kéo lên. Đây thì là ở bên phải này là tốc độ vòng tua của xe và đặc biệt em nói về tiếng chỉ, đó là về cái đồng hồ đây, chữ C và chữ H đây. Chữ C và chữ H là cái đồng hồ là báo cái nhiệt độ động cơ nha quý anh chị. Thế chữ C là cool là lạnh, chữ H là nóng nha. Nếu cái những cái vạch trắng 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 này nó qua cái vạch giữa, nó qua cái vạch thứ ba đó thì xe chúng ta đang gặp sự cố rất là nguy hiểm nha, chúng ta phải dừng ngay lập tức. Chúng ta tấp vào lề chúng ta dừng ngay lập tức và chúng ta mở nắp capo lên, chúng ta kiểm tra nước làm mát của chúng ta nó còn hay không. Cái quạt làm mát nó còn hoạt động hay không? Nếu hai cái đó chúng ta thấy vẫn hoạt động bình thường thì chúng ta tắt máy và chúng ta gọi cho bên dịch vụ để chúng ta biết xe chúng ta đang gặp sự cố gì. Chúng ta không nên cố gắng đi nha quý anh chị. Ví dụ như những cái vạch trắng trắng này nó qua tới chữ H rồi và chúng ta vẫn cố gắng đi là chúng ta sẽ rất là nguy hiểm nha. Lúc đó cái động cơ của chúng ta sẽ bị lốp B, tức là những cái máy cái chi tiết piston xi lanh nó sẽ bị dính chặt và nó sẽ hư và chi phí thay thế nó cực kỳ đắt và làm xe chúng ta sẽ bị mất zin và giảm cái giá thành của chúng ta rất là nhiều. Đó là cái mà em lưu ý cho chúng ta. Rồi cái màn hình đây thì là chúng ta sẽ có các phím điều khiển ở đây. Phím điều khiển này ví dụ trên xe thì chúng ta muốn coi mức tiêu hao nhiên liệu như thế nào thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ vào một nút này. À, chúng ta sẽ coi ha. Còn để vào mục user setting là cái vào cái mục để chúng ta cài đặt. Ở đây thì chúng ta có thể cài đặt như đó là về khóa cửa tự động này. Thì chúng ta cứ ấn kéo xuống và chúng ta nhấn OK. Đầu tiên về khóa cửa tự động thì ở đây chúng ta sẽ có như là tự động khóa cửa, thì ở đây thì chúng ta sẽ có các mục Enable on Shift, tức là về D tự động hai cửa sau sẽ tự động khóa nha. Hoặc Enable on Speed là tốc độ trên 20 km/h tự động khóa. Thì chúng ta chọn cái này, chúng ta chỉ cần kéo xuống và chúng ta nhấn OK là được. Khi nó có dấu chấm trắng 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 đó là được nha quý anh chị. Rồi, trong trường hợp mà dù như chúng ta muốn tắt cái tính năng đó thì chúng ta kéo xuống và chúng ta tắt đây. Nhấn OK là được nha quý anh chị. Rồi cái tính năng tiếp theo đó là về tính năng, đó là về đo và tự động mở cửa nha quý anh chị. Ví dụ như xe chúng ta đang chạy chúng ta dừng thì hai cửa phía sau xe tự động mở, hoặc là khi chúng ta tắt máy, hoặc là khi chúng ta về P. Nếu chúng ta muốn chúng ta về P thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh lên và chúng ta ở nút OK được. Nó hiển thị ở đây đó. Hoặc chúng ta muốn tắt tính năng này thì chúng ta kéo xuống dưới cùng và chúng ta nhấn OK và chúng ta tắt cái tính năng đó. Ở đây thì chúng ta có thêm selection. Chúng ta nhấn OK. Đó, ở đây thì nó có thêm đâm A, đâm B để chúng ta lựa chọn ha. Cái author này để chúng ta cài đặt các nhiệt độ này để đủ hết nhé quý anh chị. Thì đây thì em chỉ có cái thao tác ở đó như vậy được thôi. Còn về gạt mưa. Gạt mưa chúng ta thì là có gạt mưa tự động nha quý anh chị. Thì ở đây thì ví dụ như chúng ta muốn gạt sương mù thì chúng ta cần đẩy lên, từ vị trí này chúng ta đẩy lên cả thôi là nó sẽ gạt một chạm. Còn chúng ta muốn gạt mưa tự động thì chúng ta sẽ đẩy xuống. Ở nước auto này là tự động là mưa sẽ tự động gạt nha quý anh chị. Còn nút ở dưới này á
là nút để chúng ta điều chỉnh ở mức auto thì chúng ta muốn điều chỉnh cái độ thích ứng ha. Ví dụ như chúng ta muốn mưa một xíu là đầu nó gạt nhanh luôn thì là chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ thích ứng này. Còn không thì ví dụ như chúng ta muốn mưa nó sẽ gạt chậm thôi, không cần gạt nhanh lắm, thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở mức thấp này. Còn ví dụ như chúng ta muốn chủ động gạt luôn thì chúng ta cứ đẩy xuống vị trí này, lâu là ở tốc độ thấp, còn mà hai là tốc độ cao nha quý anh chị. Còn để mà xịt nước thì chúng ta trên vị trí này thì chúng ta chỉ cần kéo vào cái phía vô lăng là chúng ta sẽ xịt nước thôi, rất là đơn giản nha quý anh chị. Rồi ở dưới này thì chúng ta sẽ có cổng USB để chúng ta nghe nhạc ha, và đây tẩu thuốc thôi. Thì về cơ bản là như vậy nha quý anh chị. Còn ở trên này thì chúng ta sẽ có các nút, như là chúng ta sẽ là để ở dưới này thì chúng ta mở cửa thì đèn tự động sáng nha, còn khi đóng lại thì đèn sẽ tắt, rất là giản nha quý anh chị. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Ở đây nữa thì chúng ta sẽ có hai nút, cái nút này để chúng ta tăng giảm độ sáng của màn hình táp lô nha. Đó, tăng giảm độ sáng màn hình táp lô. Còn nút này là nút để chúng ta tắt cái tính năng cân bằng điện tử OFF này. Tắt cái tính năng cân bằng điện tử này là sao? Tức là khi mà chúng ta đi trong trời mà đường cát được bùn đó, mà chúng ta sẽ bị va lầy, tức là khi mà có cái tính năng này thì cái độ bám mặt đường chúng ta càng ngày nó càng lún sâu vào cái đường bùn đó. Thì để chúng ta một thoát ra thì chúng ta sẽ tắt cái tính năng này để giảm cái độ bám giữa mặt đường và xe, giúp chúng ta thoát những đường bùn, đường cát nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đi đường bình thường thì chúng ta luôn luôn bật nha. Cái tính năng ăn cân bằng điện tử nó rất quan trọng trong quá trình chúng ta chạy xe, đặc biệt khi trong trường chúng ta đi vào đường trơn trượt hay là đường cua gấp thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều nha quý anh chị. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị những video sau nha. Em là Thuần, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.